Uầy, lâu lắm rồi mới cầm cái tính phỏ ra anh em ạ. À. Con máy này mà để cho anh chị nào doanh nghiệp thích thể hiện ấy thì quá chuẩn luôn. Hello anh em và xin chào anh em đã quay trở lại với kênh công nghệ 88 Studio. À, khi mà chúng ta nhắc đến một chiếc laptop sang chảnh, mỏng nhẹ cao cấp thì thường là anh em sẽ nghĩ đến những cái dòng sản phẩm như là à, MacBook Air, MacBook Pro của nhà Apple hay thậm chí là Windows thì sẽ có những cái dòng sản phẩm như là Dell XPS chẳng hạn này. Và có rất nhiều bạn là rất là thích những cái dòng máy tính Zenbook của nhà Asus bởi vì cái mức giá cũng như là cái mẫu mã thì rất là đa dạng để chúng ta có thể lựa chọn. Và còn khi mà mình nhắc đến Lenovo ấy, thì thường là chúng ta sẽ chỉ nghĩ đến những cái dòng máy tính như là ThinkPad mà thôi. À, những cái dòng T series, những cái dòng X1 Carbon thì đúng là à, mỏng nhẹ là có, hiệu năng thì cũng có rất là cao. Tuy nhiên thì cái sang chảnh thì nó lại chưa tới đúng không? Thì Lenovo họ cũng đã rất là muốn thay đổi được cái định kiến này để làm ra những cái dòng sản phẩm cạnh tranh được trực tiếp với những cái dòng máy tính XPS của nhà Dell cũng như là MacBook của nhà Apple. Và họ đã tìm ra được cái công thức đó chính là làm máy tính nó phải ngon hơn, sang chảnh hơn, trang bị tốt hơn Và quan trọng nhất đó chính là mức giá nó phải rẻ hơn Đấy. Và trên tay mình đang có đây, nó là một chiếc máy tính như vậy Xin được giới thiệu với cả nhà chiếc Lenovo IdeaPad Slim 9i Thiết kế táo bạo, trang bị cao cấp và một cái mức giá hợp lý là những ngôn từ mình có thể dành cho chiếc IdeaPad Slim 9i bởi vì như hồi đầu mình được biết ấy, thì đây là một cái máy tính có mức giá là gần 30 triệu cơ các bạn ạ. Nhưng mà do đây là cái phiên bản hàng new Outlet, chúng ta sẽ có được một cái mức giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Nên là bây giờ để các bạn đi mua cho mình một chiếc máy tính mới tinh, chưa qua sử dụng hàng Nio led như này thì nó sẽ chỉ đó tầm khoảng là hơn 20 triệu gì đó mà thôi. Và với một cái mức giá mà nó đã như vậy rồi thì quả thực đúng là chúng ta không thể kiếm được một chiếc XPS nào, một chiếc MacBook nào mà có thể so kè lại được về cái cấu hình, về cái độ chất cũng như là cái sự độc lạ của chiếc iPad Slim 9i này. Đầu tiên mình phải khoe cho các bạn, đó chính là về cái phần thiết kế. Đây sẽ là một chiếc máy tính nó kết hợp cho chúng ta cả ba chất liệu cao cấp nhất bây giờ. Đó chính là nhôm vũ trụ, kính cường lực và cả da luôn các bạn ạ về tổng thể của chiếc máy tính này thì rất là nhiều những cái phần chi tiết như là phần nắp lưng này phần trục bản lề cũng như là cái phần body frame của máy thì đều được làm bằng một cái chất liệu là nhôm và không vũ trụ và đây sẽ là một cái chất liệu nó vừa bền cũng như là vừa nhẹ luôn các bạn ạ nên là cái trọng lượng của chiếc laptop này thì nó sẽ chỉ rơi tầm khoảng là 1,2 kg mà thôi đấy nên là để nói về cái độ bền cũng như là về cái tính cơ động của chiếc iPad Slim 9i ấy, thì đúng là khỏi cần bàn và một trong những cái điểm nhấn nó tạo nên được cái vẻ đẹp cao cấp của chiếc máy tính này ấy, đó chính là một cái mặt lưng được làm bằng da các bạn ạ đây là một cái lớp da đã được trải qua hơn 20 bước để chúng ta có được một cái bề mặt nó vừa bóng nó vừa mịn sờ nó rất là sướng luôn các bạn ạ và cũng chính vì cái công đoạn xử lý da thật nó rất chi là phức tạp ấy cho nên là chúng ta sẽ không có mấy khi có được những cái mẫu máy tính bằng vỏ da thị trường à, lần gần đây nhất là mình được cầm mấy con hp folio vỏ da sờ rất chi là sướng luôn đấy thì con này cảm giác nó cũng tương tự, tự như vậy và nếu đây đúng là một cái miếng da thật ấy, thì chúng ta càng dùng về lâu về dài này ấy, nó sẽ càng đẹp và đối nghịch với cái phần mặt lưng da của chúng ta Thì ở trong này sẽ là những cái phần chi tiết được làm bằng kính mát lạnh và sờ nó rất là nhẫn mịn Các bạn sẽ có đây là toàn bộ cái phần chiếu kia tay được làm bằng kính cường lực và đây là kính chống xước các bạn nhé và ở dưới miếng kính này chúng ta sẽ được ẩn ở trong này là toàn bộ những cái phần touchpad cũng như là cảm thấy vân tay một chạm và như mình thấy thì đây sẽ là một cái thiết kế trông rất trị hiện đại nó giống như là chiếc đeo XPS 13 hai mươi ấy. Nó mang lại trong ta một cái sự liền mạch, nhẵn nhụi đơn giản tối giản ở cái tầm tiền này. Mình nghĩ là chẳng có máy nào có được. Uh, tuy nhiên thì cái nhược điểm của những cái dòng máy tính mà nó có trong ta Cả cái phần màn hình cũng như là cái phần cái tay được làm kính trơn này ấy, Thì đó chính là nó khá là bám mối vân tay Thế là với những anh em nào chúng ta hay bị mồ hôi dầu ấy Thì sẽ dùng cảm thấy khá là phiền Tất nhiên là đẹp thì nó sẽ phải có sự đánh đổi đúng không? Và nói về cái vẻ đẹp ấy thì chúng ta sẽ có đây là một cái màn hình đẹp hết nước chồng luôn Đây là một cái màn hình IPS 14 inch và độ phân giải của em nó là 4K Với độ chuẩn màu lên đến là 90% DCI-P3 và độ sáng cao lên tận là 500 nít. đấy Một cái màn hình quá trời là cái khủng luôn Cái màn hình gương này thì nó sẽ có trong ta cái độ tương phản tốt hơn Cũng như là cái khả năng cảm ứng đa điểm là 10 ngón à, Mặc dù là hệ điều hành Windows 11 thì nó chưa phải là một cái hệ điều hành nó quá Chỉ là tối ưu cho cảm ứng tương tự như là iOS hay là Android Tuy nhiên thì với những cái trải nghiệm mình đang có ở đây Chúng ta sử dụng để đọc báo, đối xem phim, giải trí nhẹ cũng như là đồ họa Thì việc mà chúng ta có thêm được một cái màn hình cảm ứng thì dùng nó sẽ rất là tiện bởi vì nó cũng là một cái phương thức nhập liệu hoàn toàn mới so sánh với việc là chúng ta dùng phím chuột và có những cái lúc chúng ta cần phải bấm vẽ vời hay là ký chẳng hạn đưa tay vuốt cái vèo là xong rất chi là tiện và ở phía trên đỉnh của cái màn hình này chúng ta sẽ có là một chiếc webcam độ phân giải là 720p kèm theo đó là một cảm biến ánh sáng luôn nên là các bạn có di chuyển qua những khu vực mà nó có ánh sáng rất là mạnh như là phòng studio chẳng hạn hay là ngoài trời ấy, thì nó sẽ tự điều chỉnh ánh sáng màn hình lên độ sáng cao nhất để chúng ta có thể nhìn nó dễ dàng hơn và đương nhiên rồi, chúng ta có tắt điện hay là vào hồng tối thì ánh dáng màn hình sẽ tự giảm xuống. Và một trong những cái điểm chung rất là hay được thừa hưởng trên những cái dòng máy tính ở nhà IDPad ấy, đó chính là khả năng bẻ được màn hình một góc là 180 độ. Đó kết hợp với tính năng cảm ứng và khả năng hiển thị vô cùng tuyệt vời, chiếc iPad Slim 9i có thể cho ông ta khả năng sử dụng linh hoạt và dùng được cho rất là nhiều những tác vụ khác nhau như là lập trình, văn phòng và cả làm đồ 2D. À, tất nhiên là với 20 triệu thì con máy nào nó cũng làm được nhưng mà riêng với chiếc iPad Slim 9i thì chúng ta được làm việc trên một cái màn hình 4K và nó nhàn, nó nhẹ, nó nhanh và nó sướng và tất cả những cái sự nhanh mượt những cái thứ sức mạnh mà chúng ta đang có được là đến từ bộ vi xử lý i 7 chuẩn Evo của nhà Intel với 16GB RAM và ổ cứng SSD đang trong 12GB của nhà Samsung đây sẽ là một combo cấu hình rất chi là ok để chúng ta có thể sử dụng cho những tác vụ công việc trong vòng nhiều năm tới à, do là cái con máy này thì nó khá là mỏng và nhỏ gọn cho nên là chúng ta sẽ không thể nâng cấp được ram nhưng mình nghĩ là 16GB RAM bây giờ thì cũng khá là ok rồi và với những cái dòng máy tính Windows như là chiếc iPad Slim 9 d này thì chúng ta có thể nâng cấp được ổ cứng SSD nên là các bạn à, mua về chúng ta dùng số này ấy, thì sẽ không cần phải quá lo về cái việc là chúng ta bị hết bộ nhớ tương tự như là những cái dòng máy tính nhà chip M1 hoặc là M2 của nhà Apple và thường là với những cái dòng máy tính mà đạt chuẩn đến theo Evo ấy thì thường là chúng ta sẽ có được con chip nó có hiệu suất rất là cao trong khi cái mức tiêu thụ điện thì cực kỳ là ít nên là với cái thỏi pin là 4 cell 63 giờ chúng ta có thể có được một cái lượng pin rơi tầm khoảng là từ 6 tiếng lên tận là 12 tiếng đồng hồ cho một lần sạc đầy đấy đây là một cái thông số cũng như là một cái thử động pin mà nó tương tự như là chiếc Dell XPS 14 rất là cao cấp của nhà Dell. À, tuy nhiên thì con này giá lại rẻ rất là nhiều. Và nếu như các bạn sợ rằng là một chiếc máy tính chiên theo coi 7 lại còn mỏng nhẹ như này thì kiểu gì nó cũng nóng đúng không? Thì yên tâm nhé, con này tản nhiệt nó hai quạt cơ, khủng khiếp chưa? Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ còn rất là nhiều những yếu tố hay chúng ta có thể khám phá trên chiếc IdeaPad Slim 9i như là hệ thống loa stereo của Dolby Atmos đây lại cho chúng ta một âm thanh rất là to trong và rõ. À, mặc dù là đây là một chiếc máy tính chỉ có 14 inch thôi Nhưng mà thực sự là âm thanh của chiếc máy tính này nó rất là ấn tượng Hay như là toàn bộ những cái phần cổng cắm có trên chiếc máy tính này Thì nó đều là cổng thần ở bơ 4 để ta có thể chép dữ liệu siêu nhanh Chúng ta xuất màn hình rồi, các cá đồ họa rồi Hay thậm chí là sạc laptop cực kỳ là tiện và ngoài những cái phụ kiện như là củ sạc ra ấy Thì chúng ta cũng được tặng kèm theo một cái túi vải cũng vừa vặn và sờ cũng sướng không kém luôn Nên là để có thể tổng kết lại về cái video của ngày hôm nay Thì laptop cao cấp không phải cứ có một cái mức giá trên trời Hay là chúng ta có những cái chữ Pro ở phía sau ấy thì nó là một chiếc laptop cao cấp đâu Mà nó phải thực sự là có một cái chất lượng cao cấp này Nó có trong ta những cái trang bị, những cái cấu hình nó thực sự là cao cấp Và nó đem lại trong ta những cái trải nghiệm mà một chiếc máy tính bình thường nó không có Thì nó mới chính là một chiếc tốt cao cấp và với chiếc Adepas Slim 9D này đây hoàn toàn đây không phải là một cái sản phẩm được quảng cáo nó có chữ pro ở phía sau hay là có mức giá trên trời tuy nhiên thì những cái trang bị của em nó như là màn hình 4K này hệ thống loa stereo chuẩn Dolby Atmos này chúng ta lại cần có đây là thợ pin rất là trâu cấu hình cực kỳ là khỏe và lại còn à, vỏ kim loại hàng không vũ trụ ở mặt lưng da nữa thì đây mới đúng là một chiếc tốc cao cấp đúng nghĩa và quả thực nay với một cái mức giá chỉ từ 20 triệu thì mình nghĩ đây sẽ là một cái sự chọn sẽ khiến cho bất kỳ anh em nào là fan MacBook cũng như là fan của Dell phải lung lay và vừa rồi là một số những cái chia sẻ của mình về một chiếc laptop cao cấp nhưng lại được rất ít người biết đến của nhà Lenovo. Đó chính là chiếc Lenovo iPad Slim 9i. Và cũng như mọi khi thôi, chúng ta có thắc mắc gì về video hãy câu hỏi gì hãy comment phía dưới nhé. Còn giờ thì xin chào và tạm biệt anh em. Bye bye.